Bây giờ mình thử một chút xíu dạm, đấy là cái câu dạm mình chơi là thay vì mình ngà vàm ngay là mình có thể chơi là vẫn cảm giác là của âm hình của bolero đúng không, nhưng mình có thể đổi. À, vừa rồi các bạn ấy thấy rằng là Phụng đã chơi phần melody rồi sau đó sang phần ngẫu hứng đúng không? Thì Phụng có thể chia sẻ một chút xíu là khi mà Phụng ngẫu hứng thì Phụng sử dụng một số những cái kỹ thuật gì mà khi mà ngẫu hứng trên guitar không? À, thì dĩ nhiên trước tiên là Phụng sẽ sử dụng diatonic, là những cái note ở trong cái âm dài, trong cái hợp âm, trong cái âm dài, scale. Trong scale rê thứ. Và như quý vị có để ý là cuối cái phần solo Phụng quăng vô một chút xíu blues scale trong đó. Blue scale. Yes, blue scale nó work very well. Yeah, đó cái này là cũng là rất là nhiều người ta dùng cái idea này để chơi vô để cho nó chút xíu hiện đại thay vì thuần túy là bolero của Cuba. Thì nếu quý vị các bạn mà có trình độ cao hơn, quý vị có thể xài một số cái kỹ thuật out of key. Nhưng mà ở đây Phụng stick to the diatonic là những cái nốt nằm, vô, nằm trong, trong scale, cái scale, yes. Nằm trong cái scale, yeah. Trong các cái hợp âm. Yeah. Đó là cách đầu tiên mà đơn giản nhất. Các bạn đừng có phải suy nghĩ gì những cái phức tạp. Các bạn hãy nghĩ những cái gì đơn giản nhất. Đơn giản nhất nói để một cách ngẫu hứng đó solo. Là, nói một cách nào đó là trình độ cỡ nào thì đánh cỡ đó. Mình cái đâu. Quan trọng là mình đưa được cái hồn về cho cái người nghe. Đâm ra là Vũ Quang Trung nói là có rất là nhiều các cái bạn mà khi mà xem những cái video cùng Vũ Quang Trung thường hỏi đến các cái scale hay là các cái mode để mà solo coi như là rất là khó. Mình nói khó thì không hẳn là khó nhưng mà có thể nói là cần phải có nhiều thời gian đúng để rồi. Mà luyện tập. Không phải chỉ thời gian luyện tập mà các bạn với cả ngón tay mà cái thời gian luyện tập để các bạn cảm nhận đúng được rồi. Âm thanh của nó để các bạn solo. Vì trong trường hợp vừa rồi Phụng vừa mới nói rằng là khi là ta da 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 da, các bạn thấy rất là đơn giản. Ví dụ Vũ Trung đang có là sử dụng bài tác phẩm này trên rê thứ chẳng hạn, đúng không? Tất cả các cái scale note này, ví dụ mình đang có là 5 ngón tay, mình đang sử dụng trên 5 ngón đầu tiên là rê mi fa sol la si fa rê ta da ta di ta da da ta da di ta di rê, rồi mình sẽ chuyển lên tuần lên ta 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 ta, hoặc là mình có thể chơi. Ví dụ như vậy chẳng hạn, hoàn toàn sử dụng tất cả những cái nốt nằm trong cái scale này. Nhưng nếu như cái bạn nào ở một cái trình độ khác hơn và các bạn muốn chơi cái tác phẩm này hơi jazzy một chút xíu chẳng hạn, thì khi mà hợp âm rê thứ 6 các bạn có thể sử dụng cái Dorian mode đúng không? Trong trường hợp Dorian mode các bạn sẽ chơi như này. Các bạn sẽ không có nốt si dáng ở đây, các bạn thấy không? Các bạn không có nốt si dáng ở đây. Mà trong khi đó trong cái rê thứ mà khi Phụng vừa mới chơi các bạn thấy có nốt si dáng. Đây là các bạn thấy không? Đó là cái mà Vũ Trung nó không phải là chỉ các bạn tập scale, các bạn tập nghe cái màu đó.
các bạn tập nghe cái màu đó để các bạn thấy rằng là các bạn có thích cái màu đó không, với cuối cùng á là hợp âm các cái scale, các câu solo, các bạn có thích cái đó hay không. Bây giờ Vũ cũng chung sẽ thử một chút xíu, Vũ cũng chung sẽ nhờ Phụng chỉ chơi có re thứ sáu, son thứ sáu, re thứ sáu, son thứ sáu. Vũ cũng chung sẽ chơi thử một vài lần trên các cái nốt trong scale, tức là chỉ re thứ là D minor scale, và sau đó mình chơi một số cái là đang sử dụng trên là Dorian mode nhé, Dorian mode để các bạn thấy. Ví dụ Phụng sẽ chơi là re thứ sáu và son thứ sáu như thế. Nào, nghe này. 1, 2, 3 and 4. Re. Vẫn là re đúng không? Vẫn hoàn toàn chưa có gì khác. Vẫn re thứ. Son thứ. Vẫn re thứ scale. Nào bây giờ mình thử chút xíu của Dorian với Re. Son này về Re này. Chơi thế vậy, các bạn có cái khái niệm rằng là khi các bạn tập cho cái câu ngẫu hứng improvisation, các bạn có rất là nhiều những cái cách khác nhau dựa trên chỉ hai cái scale, một scale rất là căn bản và một cái nữa là cái mode thay đổi một chút xíu. Các bạn có một cái nốt thay đổi, và khi một cái mode thay đổi thì toàn bộ các hợp âm các trên đó thay đổi, với các bạn thấy là re thay vì các bạn đang có là mi diminished fa son la si do, và bây giờ mình có thể chơi là thay vì mình đang có nốt si dáng thì mình sẽ không có cái đó nữa mà. Đấy là lý do khi các bạn nghe thấy những cái người chơi piano gọi là phong cách hơi nhạc cha và chơi cái phong cách nghe nó hơi hiện đại thì người ta thường sử dụng những cái kỹ thuật đó. Ví dụ các bạn thấy là cũng là đang là ta da da ta da đi da da da, bây giờ là ta da da, mình đã chơi là đó là trong trường hợp mà khi người ta sử dụng những cái quãng 4 hay là những cái nốt nằm trong cái Dorian mode mà các bạn đang sử dụng nha. Đó là một trong những điều rất là quan trọng và rất là lý thú khi mà các bạn muốn tập cho cái phần gọi là improvisation hay là ngẫu hứng. Và bây giờ thì Vũ Công Trung cùng với cả Phụng sẽ chơi thử lại cái tác phẩm này một lần nữa, như lần này mình sẽ chơi dài ra một chút xíu. Ví dụ mình sẽ chơi là một lần mình chơi melody, sau đó lần hai Phụng improvise, sau đó chorus. Đó, tức là lần lần hai là mình sẽ có improvise cả chorus luôn. Oh, yeah, yeah. Sau đó mình trở lại thì tôi lại chơi cái melody của verse 1. Yeah. Xong đang verse 2 thì tôi lại solo. Từ sau đó tôi ông chơi toàn bộ melody một lần. Okay. Sau cùng tất chơi tổng cộng là 3 lần. Yeah. Đó là cái mà song structure mà thường các bạn thấy là nếu như các bạn muốn chơi solo trong tác phẩm, đúng không? Nếu các bạn chơi một mình, các bạn chơi, các bạn có thể chơi từ đầu đến cuối một lần melody cho khán giả người ta biết, người nghe biết là cái giai điệu của tác phẩm. Sau đó các bạn hãy ngẫu hứng thay đổi cái gì đó. Đôi khi cái phần ngẫu hứng các bạn dựa trên một chút xíu cái giai điệu của bài hát ấy. Ta da da, các bạn có thể làm vậy. Ta da di da 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 di da da. Ta da di da 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 di da di da ta da di ta da di da da di da da da. Các bạn có thể làm thay đổi cái giai điệu mà solo ngẫu hứng nhưng mà vẫn dựa trên một chút cái phần giai điệu của tác phẩm để cho nó gần gũi với tác phẩm đó nha. Structure của bài hát mình sẽ chơi là giai điệu, Phụng ngẫu hứng,
rồi sau đó đến lượt Trung, Trung cũng lại chơi giai điệu rồi ngẫu hứng, rồi sau đó lại chơi lại toàn bộ tác phẩm này chỉ giai điệu thôi để kết nha. Bây giờ mình sẽ thử nha. 1, 2, 3, 4. Thank you.
Sorry, it's hơi messy chút xíu. Hiện giờ là hiện giờ Vũ Ông Trung với Hà Phụng chưa bao giờ tập cùng với nhau. Yeah. Tác phẩm này hiện giờ là mình làm chọn một cái tác phẩm này để là về cái phong cách Latin để mà chia sẻ cùng với các bạn. Và một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều đã tham gia và trong những cái đã xem cái video này cùng chia sẻ cái niềm đam mê âm nhạc cùng với cả Vũ Công Trung và Hoàng Phụng. Vũ Công Trung và Hoàng Phụng sẽ chia sẻ cùng với bạn những cái tác phẩm lần khác khi mà có điều kiện. Xin cảm ơn các bạn.